trở về chân tâm Tâm bất giác vọng tưởng tạo ra cái ta tức ngã Rồi theo cái ta trôi lăn trong sinh tử Bây giờ nói trở về là ai trở về và trở về đâu Tâm trở về và trở về bổn tánh của nó Cái tánh thanh tịnh thường hằng Khi tâm trở về bổn tánh thanh tịnh Thì nó được gọi là chân tâm Hiền tứ niệm xứ được trình bày ở trên là phương pháp tu vô ngã chuyên dùng phủ định, nhưng nó cũng là một phương tiện thiện xảo để trở về chân tâm. Mỗi khi hành giả niệm hay ghi nhận một cái gì đó, tức là có chánh niệm. Có chánh niệm tức là có sự tỉnh giác. Có tỉnh giác tức là tánh giác đang có mặt. Tánh giác có mặt tức là chân tâm đang làm việc. Do đó, thực hành chánh niệm tức là đang trở về chân tâm trong thiền tông có nói về thập mục ngưu đồ tức là mười tranh chăn trâu ngụ ý nói người tu thiền phải kiểm soát tâm của mình giống như kẻ một đồng chăn trâu chăn trâu tức là chăn tâm người tu thiền minh soát phải chánh niệm từng giây phút tỉnh giá ghi nhận không những tâm của mình mà còn phải ghi nhận luôn cả từng tư thế, hành động của thân thể, cảm thọ và các pháp. Đứng về phương pháp tu hành thì cách dụng công của thiền minh sát không khác gì chăn trâu của thiền tông. Chỉ có điều là mục đích hơi khác nhau. Mục đích của thiền minh sát là chứng ngộ được ba thực tướng của ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã và giải thoát khỏi lậu hoặc, phiền não đạt đến Niết Bàn. Còn mục đích của Thiền Tông là trở về hợp nhất với chân tâm. Chân tâm và vô ngã liên quan mật thiết với nhau. Trở về chân tâm thì không còn ngã. Cho nên đây là phương pháp thứ hai để tu vô ngã, dùng phủ định và xác định. Để trở về chân tâm, chúng ta có thể tu tập nương theo bốn câu của lục tổ Huệ Năng nói về bổn tánh trong kinh Pháp Bảo Đàng Xem chương tâm một Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh 2. Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 3. Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ 4. Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động Câu thứ năm Đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp chúng ta không cần dùng đến. Vì đây là cái tánh năng khởi của tâm, chính cái tánh năng khởi này nó làm cho chúng sinh bớt giác mê lầm, chạy theo vọng tưởng. Nhưng khi tỉnh giác trở về được bổn tánh, thì nó biến thành diệu dụng thần thông tự tại của chư Phật và Bồ Tát. Tự tánh, tức là bổn tánh của tâm, nói tự tánh hay bổn tánh hay chân tâm đều giống nhau do đó chúng ta có thể lập ra phương châm dưới đây để tu hành một chân tâm vốn tự thanh tịnh nên không ái luyến nếu ái là ngã ái hai chân tâm vốn không sanh diệt nên không cần sợ hãi nếu sợ là ngã sợ ba chân tâm vốn tự đầy đủ nên không ham muốn nếu muốn là ngã muốn bốn chân tâm vốn không dao động nên thường vắng lặng nếu khởi niệm là ngã khởi giai chính trong công việc tu hành là tâm khi tâm mê quên bổn tánh thì nó trở thành vọng tâm và vọng tâm tạo ra cái ngã tức ta và ngã tiếp tục tạo ra hậu tánh là những tánh phiền não khi tâm ngộ tỉnh giác từ bỏ hậu tánh phiền não tìm về bổn tánh thì tâm trở thành chân tâm giống như chuyện cùng tử trong kinh pháp hoa có một đứa con nhà giàu nhưng bỏ nhà đi chơi chạy theo những đứa nhỏ khác rồi quên mất đường về từ từ nó quên luôn mình là con ông trưởng giả sống đời lang thang ăn mày moi thùng rác ngủ đầu đường xó chợ qua bao năm tháng ông trưởng giả cho người đi khắp nơi tìm con cuối cùng tìm được nhưng vì xa nhà lâu quá Nó quên bản mình là con nhà giàu Nên sợ sệt Không dám về nhà Thế vậy người cha dụ khéo Cho nó vào nhà làm quản gia Để nó tập trở lại Những thói quen trưởng giả Vậy cho nó ăn mặc bảnh bao Đi đứng đàng hoàng Nói năng lịch sự Nhưng ban đầu Nó vẫn còn những tập khí ăn mày Sau bao năm đi quan nên tuy ăn mặc đồ đẹp mà lại ngồi chồm hổm ngồi bàn sang trọng mà lại dõi tay bốc đồ ăn một cách thô lỗ như kẻ chết đói mỗi lần như thế ông trưởng giả lại nhắc nhở nó phải từ bỏ những tánh ăn mày thì mới tiếp tục làm quản gia được thế rồi dần dần nó tập được những tánh mới lịch sự và trở thành một người trưởng giả lúc đó ông trưởng giả mới họp tất cả mọi người lại và báo tin nó chính là đứa con đi quan hồi xưa nay ông đã tìm lại được và giao hết tài sản sự nghiệp cho nó quản lý. Chúng ta cũng vậy. Vì quên mất bổn tánh nên đi quan lang thang trong sinh tử luân hồi giống như đứa cùng tử tức con nhà nghèo cùng không biết gốc gác thật sự của mình là gì nay nhờ chư Phật chư Tổ chỉ dạy nguồn gốc của chúng ta chính là chân tâm thanh tịnh, tánh thật của chúng ta không phải là những tánh ái luyến, sợ hãi, ham muốn, dao động, vọng tưởng lăng xăng. Đó là những tánh ăn mày, là hậu tánh, là tánh ô nhiễm quân tập sau khi đi quan. Bây giờ, chúng ta phải tập lại từ từ như đứa cùng tử, tập nhớ lại bổn tánh và từ bỏ hậu tánh. Một, mỗi khi tâm ái luyến, thương người này ghét người kia, tức người này giận người nọ, thì hãy nhớ lại bổn tánh dụng thanh tịnh và tập an trụ trong sự thanh tịnh. Cái hay thương ghét, giận hờn là hậu tánh, là thói quen ăn mày du cung của cái ngã. Chỉ có cái ngã tức ta mới ái luyến yêu ghét giận hờn dân dân hai mỗi khi tâm sợ hãi sợ chết sợ ma sợ chuột vân vân thì hãy nhớ lại bổn tánh dụng không sanh diệt tâm thật sự vô hình vô tướng không bao giờ chết không ai có thể bóp cổ đâm chém hay giết được tâm vậy thì ai sợ hãi chính cái ngã sợ vì vọng tâm chấp cái thân tứ đại là ngã tức ta nên nó sợ cái thân bị chết sợ ma bóp cổ cái thân sợ chùa cắn cái thân, sợ hãi là một tập khí sâu dày rất khó trừ, nó sâu hơn cả tham sân si vì cái ngã rất sợ bị tiêu diệt. ba, mỗi khi tâm ham muốn, thèm khát, ưa thích cái này cái kia như tiền của, soát dục, danh vọng, thì hãy nhớ lại bổn tánh vốn tự đầy đủ, đâu cần những thứ đồ giả tạm, huyễn mộng, phù du này và hãy tập an trụ trong sự an nhàn biết đủ tức tri túc thường lạc chỉ có cái ngã tức ta mới thích ham muốn ham muốn thèm khát mong cầu là tập khí thói quen của kẻ ăn mày thiếu thốn những người giàu sang tỷ phú triệu phú mà tâm còn ham muốn thèm khát đủ thứ thì đó vẫn là kẻ ăn mày tất cả những đồ vật trên thế gian này đều bắt nguồn từ tâm vô minh vọng động mà sinh ra. Tất cả đều do tâm biến hiện, tâm đã có đầy đủ tất cả, chỉ cần trở về bổn tánh, trong đó có vô lượng công đức của Pháp Thân, tùy duyên ứng hiện. 4. Mỗi khi tâm dao động, vọng tưởng suy nghĩ lăng xăng, hết chuyện này đến chuyện nọ, lo cái này chưa xong, đã lo tới cái kia, thì hãy nhớ lại bổn tánh vốn không dao động và tập an trụ trong sự vắng lặng của tâm nếu dao động thì đó là ai đó là vọng tâm là ngã tức ta cái ngã phải lo làm ăn sinh sống phải lo đối phó người này người kia thương người này giận người nọ vân vân vì ngã lo nên làm tâm bị động không cho tâm yên nghỉ một giây phút nào bệnh phiền não thông thường của người đời là tham lam giận hờn và ganh ghét. Khi tham muốn khởi lên, thì hãy nhớ lại bổn tánh của mình thanh tịnh đầy đủ, đâu cần ham muốn cái gì, giả lại cái gì tham, ai tham, ai muốn, hãy tập nhận diện cái ngã. Khi giận hờn hay ganh ghét, thì hãy nhớ lại bổn tánh của mình vốn thanh tịnh không dao động và cố gắng trở về bổn tánh. Nếu giận thì hãy tự hỏi ai giận và nhận diện ngay chỉ có cái ngã mới biết giận còn chân tâm thanh tịnh vô ngã làm sao biết giận muốn trở về chân tâm tức gián lặng mà sao lại hành động theo giọng tâm giọng tưởng để những thói quen tập khí của giọng tâm dẫn dắt càng tập nhớ bổn tánh Nhớ những đức tính của chân tâm và áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày thì chắc chắn sẽ loại trừ được phiền não luôn nhớ bổn tánh tức là có chánh niệm là sống với ông chủ với chân tâm với phật tánh và cùng lúc diệt trừ luôn được cái ngã nghi vấn một có thể nói ta là chân tâm được không đúng ra trong chân tâm không có ta nhưng nếu chưa hiểu được giáo lý vô ngã hoặc chưa từ bỏ được thói quen dùng chữ ta thì bất đắc dĩ có thể cho ta là tâm hoặc chân tâm để tự nhắc nhở mình trở về chân tâm nhưng cần phải biết đó chỉ là phương tiện tạm thời mà thôi có một anh chàng nọ vừa chết thần thức bay lên trời anh ta đến gõ cửa thiên đàng xin thượng đế mở cho anh vào thượng đế hỏi ai đó anh đáp tôi đây thượng đế hỏi tôi là ai anh đáp tôi là tôi thượng đế nói ở đây không có chỗ cho tôi anh hãy đi về tu lại anh ta rơi trở xuống trần gian và tu hành tiếp sau một thời gian anh ta chết và thần thức lại bay lên trời gõ cửa thiên đàng lần này thượng đế cũng hỏi ai đó anh đáp tôi đây thượng đế hỏi tôi là ai anh đáp tôi là ngài Thượng đế liền mở cửa cho anh vào thiên đàng Thiên đàng là nơi thượng đế cư ngụ Là chỗ thanh tịnh sung sướng Không có tranh chấp cãi giả hơn thua ích kỷ Nếu còn cái tôi, cái ta tức cái ngã Thì làm sao vào thiên đàng được Nếu những linh hồn vào thiên đàng Mà còn cái tôi Thì những cái tôi đó sẽ cãi nhau Tranh giành hơn thua ích kỷ Làm ô uế thiên đàng vì vậy khi anh trả lời tôi là tôi thì thượng đế không cho anh vào đến khi anh trả lời tôi là ngài tức là cái ngã của anh không còn nữa không còn phân biệt ta và người tức nhị nguyên không còn ích kỷ tranh giành phần lợi cho cái tôi nữa thì anh mới vào thiên đàng được hai nhà thiền có câu công án dạng pháp quy nhất nhất quy hà xứ có nghĩa là thế nào? Dạng pháp quy nhất, nhất quy hà sứ nghĩa là muôn pháp trở về một, một trở về đâu? Câu trả lời là nhất quy dạng pháp. Cái nhất tức một chính là tâm. Các pháp đều quay trở về tâm, vậy thì tâm trở về đâu? Tâm trở ra các pháp. Ban đầu, tâm khởi vọng sinh ra các pháp. Muôn loài, muôn vật thế giới và chúng sinh rồi theo đó trôi lăn trong sinh tử lầm than đến khi tỉnh ngộ tâm biết tu hành thì tìm đường trở về bổn tánh tức là trở về chính mình ba khi tâm trở về được với chính mình rồi thì sau khi tâm hoàn toàn trở về bổn tánh thì nó trở thành pháp thân pháp thân tuy vô hình tướng nhưng không phải hư không vô tri vô giác ù lì mà thường năng khởi ra muôn vàng diệu dụng biến hiện ra báo thân to lớn trang nghiêm để quá độ chư bồ tát trong các thế giới tịnh độ và biến hiện ra ứng hóa thân để quá độ các loài chúng sinh trong sáu cõi luân hồi ngộ không là vấn đề tu tập trở về chân tâm có cần nhận ra bổn tánh hay kiến tánh không thiền tông thường nhấn mạnh về ngộ nhưng ngộ là ngộ cái gì chữ ngộ có nghĩa là hiểu hay nhận ra vậy ngộ là ngộ đạo hay là kiến tánh ngộ đạo nghĩa đen có nghĩa là nhận ra con đường nghĩa bóng là nhận và hiểu được lý đạo hay kiến tánh nếu là con đường thì đức phật đã tìm ra rồi chúng ta đâu cần phải khổ công đi tìm làm chi nữa chỉ cần nương theo lời dạy của phật mà thực hành tu tập thì sẽ giải thoát cho nên không cần phải ngộ mới giải thoát nếu bạn hiểu tin và đang thực tập tu hành theo lời phật dạy thì xem như bạn đã ngộ đạo rồi tức là đã nhận ra con đường giải thoát nếu ngộ là kiến tánh tức thấy tánh vậy tánh đó là tánh gì đó là bổn tánh tánh của chân tâm kiến tánh cũng có nghĩa là nhận ra bản lai diện mục bản lai diện mục tức mặt thật xưa nay của chúng ta đơn giản là cái tâm hay chân tâm nhưng nhận ra được chân tâm rồi thì sao thành phật liền chăng nhiều người tu thiền lo đi tìm ngộ mà quên tu quên sửa những tập khi chấp ngã ái dục phiền não họ tưởng một phen ngộ rồi thì bản ngã ái dục phiền não tự nhiên biến mất khỏe ru phải phải mất công tu hành cho cực. Ngộ không phải tự nhiên mà có, phải tu học mới ngộ hiểu. Sau khi ngộ rồi, vẫn phải tu tức thực hành tiếp. Đúng theo truyền thống thiền tông, thì phải ngộ trước, tức là nhận ra bổn tánh chân tâm, rồi sau đó tập an trú chân tâm đến khi hoàn toàn ở trong và sống theo chân tâm, thì gọi là chứng nhập chân tâm. Chúng sinh do thói quen lâu đời nhiều kiếp Chạy theo ngoại cảnh Nên việc nhận ra bổn tánh Không phải là dễ Cho nên nếu chờ phải kiến tánh mới tu Thì tới kiếp nào mới kiến tánh Và nếu chưa kiến tánh Thì không tu sao Dù ngộ hay không Cũng vẫn phải tu Ngộ chỉ là một chặng đường ngắn Trên con đường dài Điều quan trọng là có đi Và tiếp tục đi cho tới đích không người kiến tánh rồi phải tu tiếp gọi là đốn ngộ tiệm tu cho tới khi nhập chân tâm người chưa kiến tánh thì cứ nương theo lời chư tổ dạy về bổn tánh mà tu thì cuối cùng cũng ngộ hòa thượng thanh từ có nói lý tuy đốn ngộ sự phải tiệm tu người học đạo không phải ngộ một lần là xong trong nhà thiền thường nói rằng đại ngộ ít ra cũng ba bốn lần còn tiểu ngộ thì vô số Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng nói Năm ấm ý dũng trùng điệp sinh khởi Sinh nhân thức ấm mà có Diệt từ sắc ấm mà trừ Lý thì ngộ liền Nhân cái ngộ đều tiêu Sự không phải trừ liền Theo thứ lớp mà diệt hết Pháp tu biết giọng không theo tức tri giọng của hòa thượng thanh từ có khác gì pháp lao bụi của ngài thần tú mỗi giọng tưởng là một hạt bụi một giọng tưởng khởi lên bị chánh niệm nhận biết liền tan biến giống như lao đi một hạt bụi theo đúng giáo thì tất cả chúng sinh đều đã là phật rồi có đầy đủ phật tánh đức tướng của như lai nhưng vì bị vô minh phiền não che lấp lâu đời lâu kiếp nên Phật tánh không hiển lộ. Bây giờ tu là lao chùi tháo gỡ những lớp bụi vô minh phiền não đó ra. Đến khi những lớp bụi đó không còn nữa thì Phật tánh hiển lộ. Bài kệ của Ngài Thần Tú rất lợi ích và thiết thực cho việc tu tập khi Ngài nói tâm như đài gương sáng nhưng bị bụi bám lâu ngày cần phải lao bụi thì gương sẽ sáng trở lại. Do đó, Chúng ta không cần phải ngộ để thành Phật Mà cần lao bụi vô minh, ái dục, chấp ngã Thì sẽ thành Phật Bài kệ của lục tổ Huệ Năng là Nói về thể tánh chân không của tâm Thanh tịnh không hề dính bụi Còn kệ của Ngài Thần Tú là nói về sự tướng Tâm động bị dính bụi phải lao chùi Lý thì Huệ Năng Nhưng sự phải Thần Tú Lý tuy đố ngộ nhưng sự phải tiệm tu phật giáo tây tạng dịch chữ phật buddha là sangtri có nghĩa hoàn toàn trong sạch do đó người muốn thành phật phải tu tập đủ mọi cách để tẩy trừ bụi vô minh ái dục chấp ngã tẩy sạch nhiều chừng nào thì thành phật sớm chừng đó tẩy bụi chính là tu tập các phương pháp mà phật để lại phật là người đã tìm ra con đường và chỉ dạy phương pháp tu hành lục tổ đã kiến tánh và nói rõ bổn tánh tức chân tâm ra sau chúng ta chỉ cần nương theo đó mà tu tập diệt trừ dần dần những hậu tánh thì bổn tánh sẽ hiển lộ đây là tiệm tu mà đúng ngộ tiến trình giác ngộ giác hay sáng suốt hay tánh giác lập Phật tánh sẵn có xưa nay nơi tâm chúng sinh tánh Phật này nơi chúng sinh bị phiền não chấp ngã che lấp nên còn gọi là như lai tạng nghĩa là như lai tại triền ở nơi Phật thì nó hiển lộ chiếu sáng khắp pháp giới nên gọi là pháp thân từ lúc biết được tánh giác tức ngộ cho tới khi hoàn toàn giải thoát phải trải qua bao lâu thì vừa giác ngộ là thành Phật ngay. Ngài Mã Minh, Đại Luận Sư Ấn Độ và cũng là Thiền Tổ thứ 12 trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói về năm loại giác. bản giác, bất giác, thị giác, phần giác, cứu cánh giác. Một, bản giác. Tánh giác sẵn có xưa nay nơi tâm chúng sinh. Hai, bất giác tuy sẵn có tánh giác nhưng tâm mê không tự nhận biết mình là tánh giác ba thị giác nhờ tu học nên nhận ra tánh giác sẵn có đây là mới giác ngộ bốn phần giác tiếp tục tu hành thanh lập tâm ý phật tánh hiển lộ từng phần năm cứu cánh giác giác ngộ rốt ráo phật tánh hiển lộ hoàn toàn tức là phật theo tổ Mã Minh thì từ lúc giác ngộ tánh giác thì Phật tánh, hành giả vẫn phải tiếp tục tu hành trải qua phần giác, tức giác ngộ từng phần rồi mới tới cứu cánh giác. Do đó, nếu chưa ngộ thì phải tu học để nhận ra tánh giác, ngộ rồi thì cũng phải tu tiếp cho tới khi thành Phật mới xong. Nhiều người tu thiền nghe nói kiến tánh thành Phật nên rất ham cầu đủ ngộ qua sự nghe băng giảng kinh mà quên đi luật nhân duyên, quên các phương tiện tu hành như tụng kinh, sám hối, Bộ thị, cúng dường vân vân. Tất cả pháp đều do nhân duyên sinh, phải có nhân duyên phước đức đầy đủ mới ngộ được. ví như chất lửa trong cây là chánh nhân của lửa, song nếu không có trợ duyên là người biết lấy lửa, dùng các phương tiện như bùi nhùi công người cọ sát dân dân thì lửa kia không thể tự phát sinh ra được cũng vậy chúng sinh tuy sẵn có phật tánh tức tánh giác là cái nhân tránh để thành phật nhưng nếu không có ngoại duyên là gặp các đức phật bồ tát thiện tri thức dân dân dẫn giác chỉ dạy phương pháp tu hành thì hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và từ chứng niết bàn được trái lại nếu chỉ có ngoại duyên mà không có Phật tánh, là cái nhân chánh quân tập bên trong thì hành giả cũng không thể tự mình chán khổ sinh tử, cầu vui rốt ráo niết bàn được. Bởi thế, nên phải có nội nhân và ngoại duyên đầy đủ. Bên trong nhờ Phật tánh làm chánh nhân, bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật Bồ Tát giúp làm trợ duyên thì hành giả mới chán khổ sinh tử. Tin có niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Tánh giác hay chân tâm giống như ngọc kim cương, bản chất của nó trong sạch sáng suốt, nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng như bẩn. Nếu hành giả chỉ lo quán tánh giác mà không dùng các phương tiện để tẩy trừ phiền não và tu các hạnh lành thì chất trong sạch sáng suốt của tánh giác không hiển lộ được. Giống như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt mà không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, mai dũa, đẻo đục vân dân thì không bao giờ có được viên ngọc kim cương đắt giá. Phương tiện tu hành một Quán vô ngã và chân tâm để diệt trừ bản ngã trở về chân tâm thanh tịnh. 2. Ngăn ngừa diệt ác, biết xấu hổ, ăn năn sám hối tội cũ và ngăn ngừa diệt ác phát sinh Ba Nuôi lớn căn lành Xuyên năng lễ bái tụng kinh niệm Phật Cúng dường tam bảo Tùy hỷ việc lành Tản thản công đức Giúp đỡ thai nhân dân dân Hạnh bố thí Người Phật tử mới vào đạo Đức Phật dạy cho họ hạnh bố thí Cúng dường tam bảo Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực Cũng là gieo duyên cho chúng sinh tập bố thí Phật tử Nam Tông rất quen thuộc với hành bố thí, cúng dường chư tăng, nhưng phần đông làm để cầu phước báo đời sau. Phật giáo Bắc Tông dạy lục độ ba la mật, trong đó bố thí ba la mật là hạnh đầu tiên của hàng Bồ Tát. Hành giả Bồ Tát muốn thành Phật thì trước tiên cũng phải tu hành bố thí. Bố thí là hạnh đầu tiên cho hàng Phật tử sơ cơ và hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhưng cũng là mục đích cuối cùng của phật đạo ý nghĩa thông thường của bố thí là ban ra cho ra làm ơn cho kẻ khác nhưng ý nghĩa sâu xa của hạnh bố thí là xã xã ngã và ngã sở xã tiền tài của cải thân mạng là xã ngã sở xã tâm niệm sang tham bỏng sản ích kỷ chỉ biết lợi mình là xã ngã khi mới vào đạo thì phật tử tu bố thí để cầu phước đức nhưng khi hiểu sâu lẽ đạo muốn giải thoát thì phải xả cái ngã và ngã sở để trở về chân tâm thì phật tử lại càng phải tu bố thí nhiều hơn nữa vừa tu bố thí vừa quán vô ngã đó là bố thí ba la mật tức là bố thí đi kèm với trí tuệ nhờ đó sinh ra công đức cùng một việc bố thí mà sinh ra phước đức hay công đức khác nhau nếu không hiểu vô ngã chỉ do lòng tin hoặc từ bi mà bố thí thì sinh phước đức đời sau giàu sang phú quý nếu hiểu vô ngã bố thí để xả ngã ngã sở tâm sang tham thì sinh ra công đức công đức khác với phước đức ở chỗ đưa hành giả đến giải thoát sinh tử còn phước đức khiến cho hành giả được hưởng sung sướng trong kiếp dị lai có nhiều người trí thức hiểu biết giáo lý kinh điển cho việc tự tu tự lực kiến tánh giác ngộ là quan trọng còn việc bố thí cúng dường làm phước là việc tầm thường dành cho đàn bà con nít tâm tính yếu đuối hay cầu cảnh tha lực nhưng đó là chưa hiểu ý nghĩa thâm sâu của hành bố thí tâm chúng sinh quen chấp ngã ngã sở nên không biết bố thí mà ngược lại thích dơ dác ôm đồm mọi thứ cho nên rất cần phải tu bố thí ban đầu tu bố thí bạn tập cúng dường dài đồng rồi từ từ lên tới dài trăm dài ngàn mà không thấy tiếc của kế tiếp trong lúc bố thí bạn tập quán chiếu trên đời này không có cái gì thật sự là của ta hết tất cả chỉ là dây mượn do nhân duyên đến rồi đi cho ra được tức là xả bỏ ngã chấp Càng cho ra nhiều thì ngã chấp càng nhẹ đi, càng mau giải thoát. Cho nên, hàng Bồ Tát tinh tấn thực hành bố thí, tiến xa hơn nữa, hành giả thực hành bố thí thân mạng, xả bỏ đầu, mắt, tay, chân như trong chuyện tiền thân của Phật Thích Ca lúc còn làm Bồ Tát. Trong sự chấp ngã, chấp thân là ta là cái chấp nặng nhất, lớn nhất, rất khó trừ. Cho nên làm được tức là đã tiến rất xa trên Bồ Tát Đạo. Ở đây tôi không nói bạn phải tu bố thí tới mức đó. Mà chỉ khuyên bạn nếu chưa phát tâm tu hành bố thí thì hãy bắt đầu. Nếu đã biết bố thí và bố thí một cách tự nhiên thì nên tiếp tục và quán chiếu thêm vô ngã để sinh ra công đức giải thoát. Trong việc bố thí người nữ thường bố thí dễ dàng hơn người nam trong xã hội người nam thường có bổn phận đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nên có thói quen đem tiền về nhiều hơn là đem tiền ra còn người nữ với chức năng người mẹ thường cho ra cho con bú cho con ăn con đòi gì cũng cho dễ hơn cha nên dễ bố thí người nam không quen bố thí tiền của nhưng lại dễ bố thí công đức sẵn sàng ra công giúp chùa xây cất đào hồ cắt cỏ trồng cây đúc tượng vân vân. Dù bố thí dưới hình thức nào đi nữa, bố thí là một hạnh tu đáng được khen ngợi và cần thiết trên con đường tu hành giải thoát.